Xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Phúc. Tiếp tục là thông tin vui về show diễn của Tuyết Nhung, Thiên Ngân, Quỳnh Trang, live show Cung Tơ Hòa Điệu. Đây là một chương trình mà ba chị em đã tâm huyết, đã có sự kết hợp với nhau đã lâu lắm rồi. Thì Tuyết Nhung, Thiên Ngân, Quỳnh Trang mới có dịp cùng hát chung với nhau trên một sân khấu, đặc biệt là live show này. Vì vậy, Tuyết Nhung cũng như Thiên Ngân đã có những cái hé lộ về những bài hát trong cái đêm nhạc này. Đêm nhạc Cung Tơ Hòa Điệu, đây là một live show của ba chị em. Thì Tuyết Nhung có nói như thế này: một đêm nhạc đầy tâm huyết, cả nhà ơi, đã mở bán vé rồi. Ba chị em rất mong sẽ được gặp đông đủ tất cả khán giả yêu thương. Nhanh tay đặt vé để có chỗ ngồi, thật ưng ý ạ. Đó là chia sẻ của Tuyết Nhung. Tuyết Nhung cũng kêu gọi fan người hâm mộ của mình hãy mau liên hệ mua vé để có một vị trí tốt nhất trong cái đêm nhạc tại nhà hát để xem một cái chương trình. Đây là một cái chương trình có thể nói là rất tâm huyết của cả ba chị em. Và vé đã mở bán từ ngày 26 tháng 9. Vé có 5 loại: Super VIP thì tên của một bài hát Cung Tơ Hòa Điệu, vé VIP đó là ca khúc Thương Lắm Mình Ơi, và vé tiêu chuẩn 1 Giấc Mơ Cánh Cò, tiêu chuẩn 2 là Căn Nhà Màu Tím, tiêu chuẩn 3 Lưu Lại Câu Hò. Thì cả nhà cũng đã thấy 5 loại vé thì có 5 cái ca khúc rất là đặc biệt. Đây là những cái ca khúc mà trước đây ca sĩ Phi Nhung đã từng hát. Và những ca khúc này giờ đây cũng đã được ba cô gái xinh đẹp của gia đình Phi Nhung hát. Đó là Tuyết Nhung, Thiên Ngân và Quỳnh Trang. Hiện tại thì vé đã mở bán từ ngày 26 tháng 9. Và mọi người có thể liên hệ qua hai số điện thoại này. Số điện thoại hotline thứ nhất là của cậu Hải, là em ca sĩ Phi Nhung. Số điện thoại là 0939265153. Và số điện thoại hotline thứ hai đó là của MC Diễm Quỳnh, 0908132634. Đêm nhạc này sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 12 tháng 10 2024, diễn ra tại nhà hát Bến Thành, địa chỉ số 6 Mạc Đĩnh Chi, phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Thì cả nhà cũng đã vừa nghe được tâm sự của Tuyết Nhung về một đêm nhạc mà có sự góp mặt của cả ba chị em. Đây là một đêm nhạc rất tâm huyết của cả ba. Còn Thiên Ngân nói như thế nào thì mời cô chú anh chị chúng ta nghe Thiên Ngân bộc bạch tâm sự như thế này. Dạ, thật sự thì con em cũng không biết nói như thế nào nữa, nhưng chắc chắn hứa hẹn với quý vị khán giả sẽ có nhiều cảm xúc lắm đây ạ. Chương trình đã chính thức mở bán vé, cả nhà liên hệ sớm để có chỗ ngồi thật đẹp nha. Hy vọng hàng vé Thương Lắm Mình Ơi và tất cả hàng vé khác đều full hết luôn. Vì yêu mà đến. Thì cả nhà cũng biết ca khúc Thương Lắm Mình Ơi thì đây là một cái ca khúc mà Thiên Ngân cùng với Giono
cũng đã làm một cái live show về cái ca khúc này. Thì ca khúc này Thiên Ngân và Giono hát với nhau thì khán giả khen ngợi rất là nhiều cái bài song ca của Thiên Ngân và Giono, thương lắm mình ơi. Bởi vậy thì Thiên Ngân có nói mong rằng cái hàng ghế thương lắm mình ơi sẽ full ghế, cũng như tất cả những hàng ghế khác, vì có 5 loại vé, có 5 hàng ghế sẽ full vé. Đó, cả nhà cũng đã thấy được những cái tâm sự của Tuyết Nhung cũng như của Thiên Ngân để nói về một cái đêm nhạc mà có thể nói là cả ba đã tâm huyết, cũng như khán giả đang rất mong chờ cái live show này của cả ba chị em. Ba Diễm Phạm và cậu Huy lúc nào cũng yêu thương và chăm lo hết mình cho đàn gà con. Chúc mừng đại gia đình gà, chúc show diễn thành công rực rỡ, chúc ba con hát thật hay và cháy hết mình trên sân khấu đó nha. Đó là bình luận của một cô khán giả để nói về để có một cái live show như thế này. Thì những người trong đại gia đình Phi Nhung như là Diễm Phạm và cậu Huy đã rất là lo lắng và yêu thương cho đàn gà con. Sau này không biết có khách mời là Giono, Giác Long, Trường Sang hay là Ngọc Phụng hay không? Mọi người đang rất là chờ đợi. Thì hiện tại cả nhà cũng đã biết là cả ba cô công chúa đều có sự kết hợp với những nam ca sĩ mà khán giả vô cùng yêu mến. Tuyết Nhung thì có thể kết hợp với Trường Sang, Giác Long, Hồ Ngọc Tùng, Hồ Khắc Tùng, rồi Quỳnh Triệu Phú. Còn Quỳnh Trang cũng vậy, Quỳnh Trang hiện tại đang kết hợp với Ngọc Phụng, được khán giả vô cùng yêu mến. Còn Thiên Ngân thì với Giono. Bởi vậy có chúng ta hãy chờ đợi, chắc chắn là sẽ có ca sĩ khách mời. Khán giả rất vui khi được thấy ba chị em yêu thương nhau và cùng nhau hát chung trên sân khấu để mang lại những bài hát hay và vui đến gần khán giả. Cảm ơn ba chị em lắm, ba chị em rất đáng yêu. Xin chúc mừng ba chị em mãi mãi yêu thương nhau như thế này. Chúc mừng ba chị em. Quản lý Diễm Phạm và cậu Huy rất yêu thương tụi con. Chúc show diễn thành công tốt đẹp. Mẹ Phi Nhung của các con sẽ độ trì cho tụi con. Chân thành cảm ơn Diễm Phạm và cậu Huy rất nhiều. Đó, cả nhà cũng đã thấy được khán giả đang rất vui, rất chờ đợi show của Quỳnh Trang, Thiên Ngân, Tuyết Nhung. Xin chúc cho show diễn sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Mọi người ơi, hãy nhanh tay gọi ngay số điện thoại của cậu Hải cũng như của quản lý của MC Diễm Quỳnh để đặt mua vé, để có một cái chỗ ngồi ưng ý. Xin nhắc lại số điện thoại của cậu Hải là 0939265153. Số điện thoại của MC Diễm Quỳnh 0908132634. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe chia sẻ cùng với Phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.